Xin kính chào tất cả các bạn yêu mến bộ môn bóng chuyền hơi. Hôm nay là bình luận viên Hiệp đến từ kênh Bóng Chuyền Hơi VH xin gửi tới tất cả các bạn trận thi đấu giao hữu giữa câu bộ khu 10 Quang Trung và câu bộ FC Vui Vẻ. Vâng, trận thi đấu được tổ chức tại sân thi đấu của khu 10 phường Quang Trung. Vâng, đội khu 10 phường Quang Trung là đội chủ nhà. Hôm nay đã có lời mời đến các chàng trai của câu bộ FC Vui Vẻ đến để tham gia thi đấu giao hữu với tinh thần giao lưu, học hỏi, rèn luyện sức khỏe. Mọi người hiện tại là trọng tài đang làm thủ tục cho hai đội trước khi bước vào trận thi đấu. Vâng, vậy là trận thi đấu đã chính thức bắt đầu. Trong trận đấu đầu tiên này, các anh trai bên phía câu bộ FC Vui Vẻ là bên phía tay phải màn hình các bạn, có anh trai khu 10 phương Trung là đội chủ nhà là bên phía tay trái mình các bạn. Điểm số đầu tiên trong trận đấu nhất này đã thuộc về các anh trai phía đội khu 10 phương Trung, 1-0. Rất đáng tiếc, ngay sau đó là tình huống phát bóng hỏng của các anh trai bên phía đội khu 10, 1-0. Việt Anh và phòng tốt của anh trai bên phía khu 10 phương Trung. Vâng, về điểm cho anh trai bên phía khu 10, 2-1. Và cầu thủ phát bóng đó là Văn Hùng với một tốc độ độc đắc. Bóng hiền rồi, cơ hội tổ chức phản công cho khu 10 Quang Trung. Vâng, rất là tiếc, tình huống đập bóng rồi đã đè lưới ra ngoài. Điểm số 2-0 cho anh trai bên phía FC Vui Vẻ. Vâng, đội hình ra quân của chàng trai bên phía FC Vui Vẻ trong trận đấu đầu tiên này gồm có số 83 là Idol Hùng Thông. Vâng, tình huống đập bóng không qua lưới của anh trai bên phía đội khu 10. Qua lưới đâu à chị ơi, 3-2 cho FC Vui Vẻ. Thành Trung không thành công. Vâng, đội hình ra quân của các anh trai bên phía FC Vui Vẻ trong trận đấu đầu tiên này gồm có số 83 là Idol Hùng Thông và độc đắc Thành Trung, Đức Thành và cầu thủ trẻ xuất sắc của FC Vui Vẻ đó là Việt Anh. Vâng, tình huống vừa rồi là ghi điểm vừa rồi là của Đức Thành. 4-3 cho anh trai bên phía FC Vui Vẻ. Vâng, tình huống xử lý bóng vừa rồi là của Văn Dũng. Rất đáng tiếc, tình huống của đội bóng không qua lưới. Điểm 4-0 cho anh trai bên phía khu 10 Quang Trung. Đúng một tốc của Đức Thành. Ai đó ống thông. Bóng vẫn còn, cơ hội tổ chức phản công cho các anh trai FC Vui Vẻ. Tình huống đập bóng tốt của Việt Anh. Vâng, một pha xử lý bóng quá tuyệt vời của Việt Anh đã mang được số cho FC Vui Vẻ 5-4. Ai đây, Đức Thành. Tình huống kết thúc tốt của vẫn đáng tiếc, trọng tài xác định bóng ngoài sân. 5-0. Điểm số trở về là hơn bằng. Việt Anh. Vâng, pha kết thúc tuyệt vời của Việt Anh. Tình huống đập bóng uy lực, phá chắn rất tốt của Việt Anh đã mang được số cho các anh trai bên phía FC Vui Vẻ. 6-5. Vâng, Việt Anh là một cầu thủ chủ công chơi rất sắc của các anh trai bên phía đội FC Vui Vẻ. Bên cạnh đó là có chủ công Idol Hùng Thông. Và kết thúc tốt nữa của Việt Anh. Không thành công rồi. Và xử lý không thành công của các anh trai bên phía đội khu 10 Quang Trung. Điểm cho FC Vui Vẻ 7-5. Bắn giữ. Vâng, tình huống đập bóng vừa rồi là của Văn Đức đã không thành công. Điểm cho các anh trai bên phía FC Vui Vẻ 8-5. Một tốt của Việt Anh. Việt Anh và phá chắn thành công. Một pha đập bóng như lã lại ba của Việt Anh vào tay chắn bên phía đội khu 10 Quang Trung. Bóng nó bật ra ngoài mang được số cho FC Vui Vẻ 9-5. Và phản bóng rất khó chịu của Đức Thành. Idol Hùng Thông qua tột. Một pha kết thúc tốt đến từ vị trí của Idol Hùng Thông. 15 cho các anh trai bên phía FC Vui Vẻ. Vâng, các anh trai bên phía FC Vui Vẻ đã tạo ra khoảng cách 5 điểm cho các anh trai bên phía khu 10 Quang Trung rồi. Và bắt một khó.
Tình huống bóng một lỗi của vừa rồi là của Đức Thành. Cơ hội cho khung 10. Rất đáng tiếc, tình huống đập bóng vừa rồi của Văn Hùng đã ra ngoài. 11 năm cho thằng trai bên phía FC Vẻ. Không thành công. Và đập bóng vừa rồi là của số 10 Văn Đức. 12 năm cho thằng trai bên phía FC Vẻ. Vâng, khoảng cách giữa hai đội đang là 7 điểm số rồi. Rất đáng tiếc, một pha bắt buộc một không thành công nữa của thằng trai bên phía đội khu 10 Công Trùng. 13 năm cho FC Vẻ. Vâng, thằng trai bên phía FC Vẻ đã tạo ra khoảng cách 8 điểm số. Một tình huống kết thúc tốt vừa rồi là cầu thủ Văn Dũng. Vâng, Văn Dũng đã giành điểm số cho thằng trai bên phía đội khu 10 Công Trùng. 6-13. Việt Anh. Và phòng tốt của Văn Hùng. Cơ hội phản công cho FC Vẻ không thành công. Và một pha đá bóng uy lực của Đức Thành đã không qua lưới rồi. Điểm cho thằng trai bên phía đội khung 10 Công Trùng. 7-13. Bước một tốt của Việt Anh. Một pha xử lý rất tốt của Độc Đắc. Vâng, Độc Đắc đã giành điểm số cho thằng trai bên phía FC Vẻ. 14-7. Đức Thành sẽ là người phát bóng cho thằng trai bên phía FC Vẻ. Bước một tốt rồi. Bóng bóng đè lưới ra ngoài rất đáng tiếc. Tình huống kết thúc vừa rồi là của Văn Dũng. 15-7 cho thằng trai bên phía FC Vẻ. Vâng, tình huống kết thúc tốt của Văn Hùng. Điểm cho khu 10 Công Trùng. 8-15. Độc Đắc không thành công. Còn tình huống đập bóng ra ngoài mất rồi. Điểm cho thằng trai bên phía đội khu 10 Công Trùng. 9-15. Còn bên khu 10 Công Trùng có cầu thủ rất trẻ, đó là cầu thủ áo đen Văn Dũng và áo cam Văn Hưng. Và kết thúc tốt của thằng trai bên phía đội FC Vẻ. 16-9 rồi. Văn Đức không thành công. Tình huống bấm chắn thành công của chàng trai bên phía FC Vẻ. 17-9. Vâng, khoảng cách giữa đội đang là 8 điểm số. Rất đáng tiếc, ngay sau đó là tình huống phát bóng ra ngoài của cầu thủ Thanh Trung. 10-17 cho các chàng trai bên phía đội khung 10 Công Trùng. Bước một tốt của Thanh Trung. Việt Anh qua uy lực. Vâng, và là bóng quá tuyệt vời của Việt Anh. Việt Anh có tình huống đập phá chắn quá tốt. 18-10 cho FC Vẻ. Một pha phát bóng ăn điểm trực tiếp nữa của Việt Anh. Vâng, dường như các thằng trai bên phía đội khung 10 Công Trùng đang bị choáng các bạn ạ. 19-10 cho FC Vẻ rồi. Một khoảng cách rất lớn là được tạo ra. Ai đồ ông thông. Tình huống xử lý bóng an toàn của thằng trai bên phía khung 10 Việt Anh. Rất hay. Một pha xử lý bóng rất khéo léo đến từ vị trí của Việt Anh. Việt Anh đang cho thấy sự xuất sắc của mình. 20-10 cho thằng trai bên phía FC Vẻ. Khoảng cách giữa đội đang là 10 điểm số. Rất đáng tiếc, một pha bóng không hiểu ý nhau. Tình huống không hiểu ý nhau giữa Văn Dũng và Văn Hưng. 21-10 cho FC Vẻ rồi. Một pha bật bóng rất khó chịu của Độc Đắc. Bóng chắn. Vâng, vậy là trọng tài xác định điểm cho thằng trai bên phía khu 10 Công Trùng. 11-21. Việt Anh. Một pha đập bóng như lãi đại bác của Việt Anh. Pha đập bóng quá khủng khiếp. Vâng, tình huống đập bóng với lực quá khủng khiếp của Việt Anh. Vâng, rất đáng tiếc là trọng tài xác định bóng ngoài sân rồi. Điểm cho thằng trai bên phía đội khu 10 Công Trùng. 12-21. Rất đáng tiếc. Vâng, một pha quan sát xử lý bóng rất tốt của thằng trai bên phía khu 10. 13-21 cho thằng trai bên phía khu 10 Công Trùng. Việt Anh. Một pha ghi điểm nữa của Việt Anh cho thằng trai bên phía FC Vẻ. Vâng, 22-13 rồi. Vâng, Việt Anh là cầu thủ chủ lực rời quan tượng bên phía các thằng trai FC Vẻ. Không thành công.
Tình huống xử lý bóng không thành công vừa rồi là của Văn Đức. 23-13 cho anh trai bên phía FC vẻ. Một khoảng cách dẫn toàn đã được tạo ra. Rất đáng tiếc ngay sau đó tình huống phát bóng hỏng của Việt Anh. Điểm cho anh trai bên phía khung 10 ông trùng. 14-23. Rất đáng tiếc. Một pha đáp lễ vừa rồi là của Văn Hùng. Văn Hùng đáp lễ lại cho các anh trai bên phía đội FC vẻ. 24-14 cho các anh trai bên phía FC vẻ rồi. Vậy là đã có set point. Vâng, vậy là kết thúc trận đấu đầu tiên này. Những anh trai bên phía FC vẻ đã vượt qua các anh trai bên phía khung 10 ông trùng với tỷ số là 25-14. Vâng, một khoảng cách rất lớn đã được tạo ra. Và hai đội sẽ tạm nghỉ ít phút để chuẩn bị đánh trận đấu thứ hai. Ok. Vâng, xin lòng nhiệt chào mừng tất cả quý vị khán giả. Chúng ta đã trở lại sân thi đấu của khu 10 Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh để theo dõi diễn biến của trận đấu thứ hai. Một pha là bóng uy lực vừa rồi là của Việt Anh. Rất đáng tiếc là bóng ngoài sân mất rồi. Và là bóng quay lực của Việt Anh. Vậy điểm số đầu tiên trong trận đấu thứ hai này đã thuộc về các anh trai bên phía khu 10 Quang Trung. 1-0 cho khu 10 Quang Trung. Vậy là theo tôi quan sát thì bên phía khu 10 Quang Trung đã sự thay đổi người trong trận đấu thứ hai này. Đó là sự xuất hiện của Văn Hà áo vàng và số 9 là Văn Phóng. Còn hai cầu thủ qua một thể hình rất tốt với bộ môn bóng chuyền hơi này đã được tung vào sân trong trận đấu thứ hai. Rất đáng tiếc lỗi kỹ thuật của Idol Hùng Thường. Lỗi giã mạch khi nhảy lên đập bóng rồi. Điểm số Em ơi sang kia rồi. Anh đang quay em sang kia rồi anh. Sang kia bắt vạch kìa. Điểm số đã ra. Vâng, một pha phòng thủ không thành công của anh trai bên phía đội khu 10 Quang Trung. Điểm cho FC vẻ 1-3 cho FC vẻ. Một pha phòng thủ không hiểu ý nhau của các anh trai bên phía đội khu 10 Quang Trung. Bóng vẫn còn. Cơ hội tổ chức phản công cho FC vẻ. Ai đấu rộng. Quá tuyệt vời. Một pha kết thúc tốt của Ai đồng thông. Điểm cho anh trai bên phía FC vẻ 2-3 cho FC vẻ. Đội hình gia quân của các anh trai bên phía FC với vẻ trong trận đấu thứ hai này vẫn giữ nguyên đội hình. Không được rồi. Một pha bóng không hiểu nhau của các anh trai bên phía đội khung 10 Quang Trung. Điểm cho các anh trai bên phía đội FC vẻ 3-0. Vâng, điểm số lại cho về vạch xuất phát. Không thành công. Pha kết thúc không thành công của cầu thủ trẻ áo đen Văn Dũng. Điểm cho FC vẻ 4-3. Không được. Một pha phát bóng hơi ẩu của Đức Thành. Điểm cho thằng trai bên phía khu 10 4-0. Đúng một tốt Đức Thành. Đồng Đắc. Pha xử lý tốt của Đồng Đắc. Đồng Đắc cũng đã giành điểm số cho các anh trai bên phía FC vẻ 5-4. Cơ hội cho khung 10 Việt Anh. Chưa thành công. Pha lập bóng vừa rồi là của chàng trai áo đen Văn Dũng đã không thành công. Điểm cho thằng trai bên phía đội FC vẻ 6-4. Một pha bóng ngoài sân nữa rồi, rất đáng tiếc. Tình huống đánh bóng ra ngoài của Văn Hà. Điểm cho anh trai bên phía FC vẻ 7-4. Bóng FC vui vẻ đã vượt lên và tạo ra khoảng cách 3 điểm rồi. Vâng, trọng tài đã bắt lỗi kỹ thuật, lỗi chạm lưới của anh trai bên phía đội FC vẻ. Điểm cho các anh trai bên phía khung 10 Quang Trung 5-7. Bước một tốt của anh Hùng Thông. Và kết thúc tốt của Idol Hùng Thông. Vâng. Một pha tình huống lên tiếng rất khét của Idol Hùng Thông. Đã giành điểm số cho anh trai bên phía đội FC vẻ 8-5. Văn Hà. Vâng, tình huống kết thúc tốt của Văn Hà rồi. Điểm cho anh trai bên phía đội khu 10 Quang Trung 6-8. Khoảng cách giữa đội là 2 điểm số rồi. Văn Hà và Văn Phóng đã tung vào sân trong trận đấu thứ hai. Rất đáng tiếc.
Tình huống phát bóng ra ngoài của Văn Hùng, cầu thủ cởi trần bên phía đội khung 10 Quang Trung, đã phát bóng ra ngoài mang điểm số cho FC Vẻ 96. Tình huống bám chắn thành công rồi. Tình huống bám chắn thành công rồi là của Idol Hùng Thông. 16 cho các thằng trai bên phía FC Vẻ. Pha bóng phát bóng rất khó chịu của Động Đắc. Vâng. Tình huống bắt bóng 1 không thành công của Văn Dũng. 11-6 cho các thằng trai bên phía FC Vẻ, rất đáng tiếc. Lại một pha bắt bóng hỏng nữa của các thằng trai bên phía FC Vẻ. 6-12 cho khung 10 Quang Trung. Đây đây, Đức Thành. Vâng, tình huống kết thúc tốt của Đức Thành và điểm cho thằng trai bên phía FC Vẻ 13-6. Vâng, lại một tình huống bắt bóng hỏng nữa các bạn ạ. Lại pha bắt hỏng nữa đến từ các trai bên phía FC Vẻ. 7-13 cho các trai bên phía khung 10 Quang Trung. Tình huống bám chắn thành công rồi. Pha bám chắn thành công đã mang số cho các trai bên phía đội khung 10 Quang Trung. 8-13. Độc Đắc không thành công. Tình huống lập bóng không thành công của Độc Đắc. Điểm cho thằng trai biến thiếu khung 10 Quang Trung 9-13. Ủa, vừa gọi gì nhỉ? Anh đây em ơi. Vâng, điểm cho thằng trai biến thiếu FC Vẻ 14-9. Khoảng cách giữa hai đội đang là 5 điểm số. Lại một pha bóng hỏng nữa rồi. Quá đáng tiếc. Một tình huống bắt bóng nữa của các trai biến thiếu FC Vẻ. Vâng, một set đấu mà đến thời điểm này đã có 5 tình huống phát bóng hỏng rồi các bạn ạ. Còn một tình huống xử lý bóng vừa rồi của Động Đắc đã không thành công. 11-14 cho các anh trai bên phía khung 10 Quang Trung. Vâng, rất hạn chế những tình huống phát bóng hỏng. Bóng vẫn còn. Không được rồi, tình huống xử lý bóng vừa rồi đã không thành công của Văn Hùng. Điểm cho các anh trai bên phía đội FC Vẻ 15-11. Tình huống phòng thủ không thành công của các thằng trai bên phía FC Vẻ. Điểm cho các thằng trai khung 10 Quang Trung 12-15. Việt Anh, bóng vẫn còn. Đội tổ chức phản công cho khung 10. Bám chắn thành công. Và bám chắn thành công của Ai Đồ Hùng Thông. Còn Ai Đồ Hùng Thông đã giành điểm số cho các thằng trai bên phía FC Vẻ 16-12. Bước một tốt, Văn Hà. Vâng, pha kết thúc tốt của Văn Hà. Tình huống đập bóng của Văn Hà đã bập mép lưới và đã mang về số cho thằng trai bên phía đội khung 10 Quang Trung 13-16. Đức Thành không thành công và kết thúc không thành công của Đức Thành. Điểm cho thằng trai bên phía đội khung 10 Quang Trung 14-16. Chị ơi, lật điểm chưa? Chị ơi đặt điểm số 14-16 em. Vâng, điểm số tiếp theo cho thằng trai bên phía khung 10 Quang Trung 15-16. Và trọng tài bàn đang mải việc riêng. 15-16 cho thằng trai bên phía khung 10 rồi. Vâng, điểm số trở về thế cân bằng 16 đều. Vâng, liên tiếp tình huống bóng lỗi của thằng trai bên phía FC Vẻ. Điểm số đã trở về thân bằng rồi. Việt Anh, cơ hội cho khung 10. Văn Hà, tình huống kết thúc tốt của Văn Hà rồi. Văn Hà mang điểm số 17-16 cho anh trai bên phía khung 10 Quang Trung. Vâng, một set đấu mà trong phút đầu đã đến liên tiếp 5 tình huống phát bóng hỏng thì các chàng trai bên phía FC Vẻ đã phải trả giá. Một tình huống bám chắn tốt của các trai bên phía đội khu 10 Quang Trung. 18-16 cho khu 10 Quang Trung. Một pha chuyển hay quá khó, Việt Anh đã xử lý không thành công. Việt Anh không được rồi. Các chàng trai bên phía FC Vẻ cần một chuyển hay tốt hơn. Pha chuyển hay khó, Việt Anh xử lý bóng không thành công tiếp theo. Rất đáng tiếc, tình huống phát bóng ra ngoài của Văn Hà. Đổi điểm cho thằng trai bên phía FC Vẻ 17-19.
Vâng, bóng vẫn còn. Việt Anh ở Đức Thành. Tình huống xử lý bóng rồi có Văn Hùng. Ai Đồng Thông. Vâng, một pha kết thúc tốt của Ai Đồng Thông. Tình huống kết thúc của Ai Đồng Thông Thông đã khiến cho hàng thủ bên phía đội cung 10 phòng thủ không thành công. Điểm cho FC Vẻ 18-19. Không được rồi. Vâng, một tình huống xử lý bóng tốt vừa rồi là của Văn Dũng. Văn Dũng cầu thủ rất trẻ của khung 10 đã mang điểm số cho khung 10. 20-18. Việt Anh. Bóng lại ngoài sân rồi, rất đáng tiếc. 21-18 cho các chàng trai bên phía đội khung 10 Quang Trung. Vâng, các chàng trai bên phía khung 10 Quang Trung đã tạo ra khoảng cách 3 điểm cho các chàng trai bên phía FC Vui Vẻ rồi. Việt Anh. Một tình huống phá chắn uy lực của Việt Anh. Một tình huống đập bóng phá chắn quá tốt của Việt Anh đã giành điểm số cho các chàng trai FC Vui Vẻ. 19-21. Vâng, cứ chuyền hài tốt là Việt Anh sẽ phát huy được hiệu quả của mình. Xử lý bóng hiền của Đông Đắc, cơ hội tổ chức phản công cho khung 10 Quang Trung. Không được rồi, pha đập bóng không thành công của Văn Hà. Tình huống đập bóng không qua lưới của Văn Hà. Điểm cho các chàng trai bên phía FC Vui Vẻ 20-21. Vâng, khoảng cách giữa hai đội chỉ là một điểm số thôi. Văn Dũng. Vâng, tình huống đó đập phá chắn của Văn Dũng đã thành công. Điểm cho chàng trai bên phía đội khung 10 Quang Trung 22-20. Vâng, tình huống lỗi kỹ thuật của Việt Anh rồi. Điểm cho chàng trai bên phía khung 10 23-20 rồi. Đó, những điểm số cuối cùng này các chàng trai bên phía đội khung 10 đã tạo ra khoảng cách 3 điểm trước chàng trai bên phía đội FC Vẻ. Rất đáng tiếc. Một pha xử lý bóng không thành công của Đông Đắc. 24-20 cho khung 10 Quang Trung. Gọi là set point cho khung 10 Quang Trung rồi. Ai Đồng Thông. Bóng vẫn còn. Việt Anh. Bóng tốt của hàng thủ bên phía đội khung 10. Vẫn là cơ hội cho FC Vẻ. Đức Thành. Chưa thành công. Ai Đồng Thông. Vâng, vậy là trọng tài xác định lỗi kỹ thuật của Ai Đồng Thông rồi. Vậy là kết thúc set đấu thứ hai này thì các trai bên phía đội khung 10 Quang Trung đã vượt qua các trai bên phía đội FC Vẻ với tỷ số là 25-20. Và sau hai set hai đội là hòa nhau tỷ số là 1-1. Xin mời quý vị và các bạn chuẩn bị theo dõi trận thi đấu thứ ba giữa câu lạc bộ khung 10 Quang Trung và câu lạc bộ FC Vui Vẻ. Set đấu thứ ba này bên FC Vui Vẻ phá bóng trước. Cầu thủ phá bóng là Thông Thông. Bỏ bóng không có lưới, điểm số 1-0 cho FC Vui Vẻ. FC Vui Vẻ Trần Đắc phát bóng. Rất tiếc, không hiểu ý nhau. Điểm số thứ hai cho FC Vui Vẻ. 2-0. Đá vạch. Ở đây mạnh không bắt nhá. Hai một. Một pha bóng rất tốt của bên khung 10 Quang Trung. Mạnh không bắt. Đúng không? Rất chắn bóng tốt. Điểm số 2-2 cho khung 10 Quang Trung. Khung 10 Quang Trung phát bóng. Đắp bóng không qua lưới. Điểm số 3-2 cho FC Vui Vẻ. FC Vui Vẻ phát bóng. Trận bóng không qua lưới. Điểm số 3-3 cho khung 10 Quang Trung. Quang Trung phát bóng. Ôi nhảy rồi, mạnh đấy. Mạnh có bắt bo, bắt đấy, trong tay bắt đi. Mạnh bắt. Lỗi kỹ thuật, điểm số 4-3 cho FC Vui Vẻ.
Rất tiếc pha bóng không qua lưới, điểm số 4 đều. Không mời Quang Trung. Đá bóng chưa qua lưới, điểm số 5-4 cho FC Vui Vẻ. Anh làm trọng tài biên thì anh đứng anh bắt vạch cho anh Mạnh, hỗ trợ anh Mạnh không anh không nhỉ? Bóng chặn tay chắn ra ngoài. Điểm số 5 đều cho hai đội. Chắn bóng ra ngoài, điểm số 6-5 cho FC Vui Vẻ. Trần Đắc phát bóng. Đánh bóng không qua lưới, điểm số 7-5 cho FC Vui Vẻ. Văn Thành phát bóng cho FC Vui Vẻ. Rất tiếc, điểm số 6-7 cho khung 10 Quang Trung. Bỏ bóng tốt, điểm số 7 đều cho hai đội. Bóng ra ngoài sân, điểm số 8-7 cho FC Vui Vẻ. Việt Anh bên FC Vui Vẻ phát bóng. Bóng ngoài sân, điểm số 9-7 cho FC Vui Vẻ. Đá bóng tốt, điểm số 8-9 cho khung 10 Quang Trung. Bên khung 10 Quang Trung phát bóng. Xử lý bóng tốt, điểm số 17 cho FC Vui Vẻ. 18. Bóng chạm tay chắn, điểm số 9-10 cho khung 10 Quang Trung. Bóng ra ngoài sân, điểm số 11-9 cho FC Vui Vẻ. Đá bóng chưa qua lưới, điểm số 10-11 cho FC Vui Vẻ. Xử lý bóng tốt, điểm số 11 đều cho hai đội. Hết. Xử lý bóng chưa qua lưới, điểm số 12-11 cho FC Vui Vẻ. Văn Thành phát bóng, Đức Thành bên FC Vui Vẻ phát bóng. Không hiểu ý nhau. Điểm số 13-11 cho FC Vui Vẻ. Bỏ bóng ra ngoài, điểm số 14-11 cho FC Vui Vẻ. Rất tiếc. Cầu thủ Lê Hiệp phát bóng.
Một pha đập bóng rất tốt, điểm số 12-14 cho lại phát bóng không qua lưới rồi, điểm số 15-12 cho FC Vui Vẻ. Một pha sửa bóng rất tốt, điểm số 13-15 cho khung 10 Quang Trung. Chắn bóng tốt. Điểm số 14-15 cho khung 10 Quang Trung. Một pha đập bóng uy lực của Việt Anh. Điểm số 16-14 cho FC Vui Vẻ. Một pha đập bóng rất kinh điển. Một pha xử lý bóng tốt, điểm số cho FC Vui Vẻ 17-14. Đúng rồi. Chạm tay chắn bóng ra ngoài, điểm số 15-18. 15-17, xin lỗi, 15-17. Cho khung 10 Quang Trung. Phát bóng ra ngoài, điểm số 18-15. Cho FC Vui Vẻ. Chưa. Đánh bóng không qua lưới, điểm số 16-18 cho FC Vui Vẻ. Một pha chắn bóng rất tốt. Anh ấy dám vạch, anh Mạnh ấy đánh lại. Một pha đánh lại, một pha đánh bóng lại. Anh Mạnh để ý vào nhá. Chưa tay bóng ngoài sân. Điểm số 19-17. À, 19-16. Chắn bóng tốt. Điểm số 20-16 cho FC Vui Vẻ. Thông thông phát bóng. Chưa. Bóng ra ngoài sân, điểm số 21. 16 cho FC Vui Vẻ. Bóng ngoài sân, điểm số 22, 16 cho FC Vui Vẻ. Không hiểu ý nhau, một pha bắt một không hiểu ý nhau của khung 10 Quang Trung, điểm số cho FC Vui Vẻ 23-16. Đập bóng trong sân, điểm số cho khung 10 Quang Trung 17-23. Bóng lọt tay chắn, điểm số cho khung 10 Quang Trung 18-23. Một pha xử bóng, xử lý bóng rất tốt của Đức Thành, điểm số 24-18 cho FC Vui Vẻ. Rất tốt. Một pha xử lý lỗi của Đức Thành, điểm số 19-24 cho khung 10 Quang Trung. Đá bạch cho mình mày.
Vạch rồi. Một pha dã vạch rất tiếc của cầu thủ bên Quang Trung, điểm số kết thúc 25-19. Anh ấy này không dã vạch thì tốt, dã vạch nhiều quá. Hai dã vạch. Nhảy rất nhẹ nhưng mà lại hai dã vạch. Cái gì nhỉ? FC vui vẻ gặp khu 10 Quang Trung, set thứ tư bắt đầu. Và rồi. Đập bóng không quá chắn, điểm cho khu 10, 1-0. Không đập bóng ra ngoài, điểm cho khu 10, 2-0. Đập bóng không qua chắn, điểm cho FC vui vẻ, 1-2. À, 2 đều à? 1-2. 1-2, em đọc 1-2 mà. Hai đều, điểm cho FC vui vẻ. Đập bóng ra ngoài, điểm cho FC vui vẻ, 3-2. Ba đều, góc khu 10. Điểm cho khu 10, 4-3. Bên này chị ơi, khu 5-3 điểm cho khu 10.
điểm cho vui vẻ 4-5. Đập bóng ra ngoài 5-5, điểm cho vui vẻ. Điểm cho khu 10 6-5. Bảy năm điểm cho khu 10. Đó, em chỉ nói được tỷ số thôi, em nói học văn kém. Dạ. Đấy là chuyên bình luận rồi. 8-5 điểm cho khu 10. Anh em vui vẻ đánh cẩn thận ở đi. 9-5 điểm cho khu 10. Sát quá Thành ơi. 0-5 điểm cho khu 10. Sáu mười điểm cho vui vẻ. 0-0 dăm vạch điểm cho khu 10. 11-6. Điểm cho vui vẻ 7-11. Điểm cho vui vẻ 8-11. Chưa còn lưới. 9-11 điểm cho vui vẻ. Bé mà đập mạnh gớm nhỉ. Dạo này bọn em đang tập để đánh giải này, bọn em có đánh mấy đâu. Có bố bà muộn à. Đúng rồi tầm đấy. Điểm cho khu 10, 12, 9. Bọn em đi hết đường đâu, bọn em dạo này còn toàn đi ngày suốt. Chắn bóng tốt. Điểm cho khu 10, 13, 9. Phát bóng không vào lưới, điểm cho vui vẻ 10-13. Đập bóng tốt, điểm cho khu 10, 14-10. Chị nghe đi. Nghe bừa đấy. Đập bóng tốt, điểm cho vui vẻ 11-14. Đánh bóng ra ngoài 15-11, điểm cho khu 11. Bên này ạ. Bên nào phát thì điểm bên đấy chị ạ. Nọt 6-11. Đập bóng hoan lưới 12-16.
Vạch rồi. 17, 12 điểm trong khu 10. Mình hỏng hơi nhiều nhá. Điểm cho khu 10, 18, 12. Bóng tốt. 19, 12. Mười ba, 19, điểm cho vui vẻ. Đánh này là không có bia rồi. Đập bóng ra ngoài. 14, 19, điểm cho vui vẻ. Đã bắn vạ. Mười năm, 19, điểm cho vui vẻ. Đập bóng tốt, điểm cho vui vẻ, 16, 19. Hai mươi, 16, điểm cho khu 10. Bảy hai mươi đổi điểm cho vui vẻ. Chắn bóng tốt trong sân ạ. Điểm cho vui vẻ 18-20. Đập bóng ra ngoài, điểm cho vui vẻ 19 đó chị ơi, bên này 19-20. Đấy đúng rồi, anh thế có bia mà uống. Nhất khối chị ạ. Hai mốt, 20, điểm cho khu 10. Tay rồi sao đây? 21 đều, điểm cho vui vẻ. Dính nhá. 22, 21, điểm cho khu 10. Điểm cho khu 10. 24-21.
hai đều. Xin lòng nhiệt chào mừng tất cả quý vị khán giả, chúng ta hãy trở lại sân thi đấu của Nhà Hóa khu 10 phường Trung, thành phố Mỹ, tỉnh Quảng Ninh để theo dõi diễn biến của trận đấu thứ 5. Vậy là trận đấu thứ 5 đã chính thức bắt đầu rồi. Trận đấu quyết định của trận giao hữu giữa đội câu bộ FC Vẻ và câu bộ khu 10 Quang Trung. Và điểm số đầu tiên trong trận đấu thứ 5 này đã thuộc về con trai bên phía đội khu 10 Quang Trung, 1-0. Sau 2 set, sau 4 set thì hai đội đang hòa nhau với tỷ số là 2 đều. Để kéo nhau về trận đấu quyết định, trận đấu thứ 5. Và bấm chắn không thành công của các trai bên phía FC Vẻ, điểm cho các trai bên phía khu 10 Quang Trung 2-0. Ở trong trận đấu thứ 5, trận đấu quyết định thì các trai bên phía đội chủ nhà khu 10 Quang Trung là bên phía tay trái mình các bạn. Các trai bên phía FC Vẻ là bên phía tay phải mình các bạn. Và tình huống bấm chắn chặn lưới rồi, điểm cho các trai bên phía đội khu 10 3-0. Và triển khai không được tốt. Tình huống bóng trong sân, tình huống đọc bóng tốt của Văn Dũng, một chàng trai rất trẻ của khung 10. 4-0 cho khung 10 Quang Trung. Việt Anh. Vâng, tình huống kết thúc tốt của Việt Anh, bóng đã chạm tay chắn của các chàng trai bên phía khung 10 ra ngoài. Điểm số 1-4 cho FC Vẻ. Việt Anh đã giành điểm số cho các chàng trai bên phía FC Vẻ. Vâng, FC Vẻ có hàng công thủ rất tốt nhưng đang thiếu đi một tay chuyền hai xuất sắc. Thiếu đi một trận hai tốt nên là sức mạnh trên hàng công của FC Vẻ đã không được phát huy trong những trận đấu vừa qua. Một pha bóng phòng thủ không hiểu với nhau của các trai bên phía FC Vẻ, điểm cho các trai bên phía đội khu 10 5-1. Việt Anh. Vâng, pha xử lý bóng tốt của Việt Anh đã khiến cho hàng thủ bên phía đội khu 10 phòng thủ không thành công. Điểm cho các chàng trai bên phía đội FC Vẻ. Điểm số là 25 cho FC Vẻ. Idol Hùng Thông. Một pha kết thúc tốt của Idol Hùng Thông. 35 cho các chàng trai bên phía FC Vẻ. Còn khoảng cách giữa hai đội là 2 điểm số rồi. Idol Hùng Thông phát bóng. Văn Dũng. Cơ hội cho FC Vẻ. Việt Anh quá tốt. Một pha xử lý bóng quá tốt của Việt Anh. 4-5 cho FC Vẻ. Vâng, các chàng trai phía FC Vẻ đang sở hữu một tình huống bóng chắn tốt của Việt Anh. 5 đều. Vâng, các chàng trai phía FC Vẻ đang sở hữu hàng công rất tốt, đó là Idol Hùng Thông và Việt Anh. Việt Anh nói chàng trai gì? Sinh năm 2006, rất trẻ, rất triển vọng của bóng chuyền Uông Bí Quảng Ninh. Bây giờ các cũng như là câu bộ FC Vẻ. Một điểm cho FC, cho điểm cho các trai bên phía khu 10, 6-5 rồi. Văn Hà. Bóng vẫn còn. Tình huống cố bóng rất cố gắng của các trai bên phía FC Vẻ. Bóng ngoài sân. Tình huống là bóng ra ngoài của Văn Dũng. Điểm cho các trai bên phía FC Vẻ, 6 đều. Số đã trở về sân bằng rồi. Bước một tốt của Văn Dũng, Văn Hà. Một tình huống đá bóng uy lực của Văn Hà, rất đáng tiếc bóng ngoài sân. Điểm cho các chàng trai bên phía FC Vẻ 7-6. Văn Hà có sở hữu lực động rất tốt. Bên phía khu 10 Quang Trung. Một tình huống đá bóng ra ngoài nữa của các trai bên phía khu 10 Quang Trung. Tình huống đá bóng uy lực vừa rồi là của Văn Dũng. Điểm cho các trai bên phía FC Vẻ 8-6. Văn Hạ. Bóng vẫn còn, vẫn là cơ hội cho khu 10. Bóng hiền rồi, cơ hội tổ chức phản công cho FC Vẻ. Đức Thành chưa thành công. Không được rồi. Một pha xử lý bóng không thành công của các trai phía FC Vẻ, điểm cho khu 10 Quang Trung 7-8. Bước một tốt của Việt Anh. Việt Anh không phải Đức Thành. Không thành công. Và bám chắn thành công của hàng chắn bên phía đội khu 10. Điểm thực số đã trở về thế bằng 8 đều. Bóng vẫn còn. Cơ hội tổ chức phản công cho khu 10. Vân Dũng. Văn Hà. Bóng vẫn còn. Cơ hội cho khu 10 của chúng. Vân Dũng.
Vâng, tình huống kết thúc tốt của cầu thủ trẻ Văn Dũng bên phía đội khung 10, điểm như khung 10, 98. Vâng, khung 10 lại vượt lên rồi. Có những phút vừa qua thì các anh trai phía FC vẻ đã thi đấu không được tốt. Rất đáng tiếc. Một pha phạt bóng hỏng của Văn Hà bên phía đội khung 10. Điểm cho FC vẻ 9 đều. Ngay sau đó là tình huống đắp lễ của Độc Đắc. Điểm cho anh trai bên phía đội khung 10 chung 19. Và những tình huống phạt bóng hỏng là rất đáng tiếc. Rất đáng tiếc. Một pha bóng không hiểu ý nhau của các anh trai bên phía đội khung 10 Quang Trung. Điểm cho các anh trai bên phía đội SC vẻ 10 đều. Vâng, điểm số đã trở về thiên bằng. Pha xử lý của Văn Dũng, cơ hội tổ chức phản công cho FC vẻ. Pha thủ tốt của Văn Dũng. Văn Hạ. Và xử lý ngay của Ai Đồ Công Thông chưa thành công. Việt Anh, bóng vẫn còn. Đức Thành vẫn là pha thủ tốt của thằng trai bên phía đội khung 10 Quang Trung. Và triển khai quá khó. Ai đây, Đức Thành vẫn chưa thành công. Quả chuyền hài quá khó của Ai Đồ Công Thông. Có ai chạm lưới đâu, có ai chạm lưới đâu. Có ai có chạm lưới đâu anh. Bóng chạm lưới thôi. Bóng đánh lại thì không bóng rồi, đánh lại thì không bóng rồi. Đánh lại thì không bóng rồi, 10 đều. 10 đều, 10 đều, vâng. Còn điểm số vẫn đang được về đều, trọng tài cho đánh lại thì không bóng rồi. Đúng một tốt của Việt Anh. Đức Thành. Vâng, tình huống đập phá chắn uy lực của Việt Thành. Vâng, rất tiếc là tình huống phá chắn của Đức Thành đã không thành công rồi. Tình huống là bóng rồi là của Đức Thành. Điểm cho thằng trai bên phía khung 10, 14-10. Vâng, tình huống xử lý bóng tốt của Việt Anh. Vâng, Việt Anh vẫn là một chủ công xuất sắc của các thằng trai bên phía đội SC vẻ. Chỉ đáng tiếc là không có triển khai tốt để phục vụ cho Việt Anh mà thôi. Bóng vẫn còn. Vẫn là cơ hội cho khung 10 Quang Trung. Tình huống là bóng tốt của Văn Hà rồi. Bóng đã lọt tay chắn của anh trai bên phía đội FC vẻ. Điểm cho khung 10. 12-11 cho khung 10 Quang Trung. Việt Anh. Vâng, tình huống kết thúc tốt của chàng trai trẻ Văn Dũng bên phía đội khung 10 Quang Trung. 13-11 cho khung 10 Quang Trung. Vâng, Văn Dũng cầu thủ có gương mặt rất non. Bên phía khung 10 đang thi đấu rất tốt. Ai Đồ Công Thông. Bóng vẫn còn. Một pha xử lý tốt của Đông Đắc đã khiến cho hàng thủ bên phía khung 10 Quang Trung phòng thủ không thành công. Điểm cho FC vẻ 12-13. Còn khoảng cách giữa hai đội chỉ là một điểm số thôi. 1 tốt rồi. Văn Dũng. Vạch rồi, tình huống dẫm vạch rồi. Tình huống dẫm vạch của Văn Dũng rất đáng tiếc. Điểm số trở về thân bằng 13 đều. Văn Dũng một chàng trai trẻ thi đấu rất ấn tượng bên phía đội khung 10 Quang Trung. Một tài năng đã sớm được bộc lộ. Bóng vẫn còn, Độc Đắc. Vẫn là Văn Dũng. Bóng tốt của Ai Đồ Công Thông. Ai Đồ Công Thông. Bóng vẫn còn. Một tình huống đôi công của thủ hai đội Việt Anh. Và xử lý tốt của Việt Anh rồi, bóng đã chạm chắn ra ngoài. Điểm cho các chàng trai bên phía FC vẻ 14-13. FC vẻ lên vẫn lên. Mới một tốt của Văn Hà. Vâng, pha phòng thủ cũng rất cố gắng của Độc Đắc. Bóng vẫn còn. Việt Anh. Vâng, pha xử lý rất hay của Việt Anh. Tình huống xử lý bóng tốt của Việt Anh đã mang được số cho thằng trai bên phía đội FC vẻ 15-13. Vâng, FC vẻ đã
vượt lên với khoảng cách 2 điểm số. Vẫn là cơ hội cho FC vậy ạ. Chưa thành công. Văn Hà. Cơ hội cho FC vẻ. Vâng, bóng hiền rồi. Vẫn là cơ hội tổ chức phản công cho khung 10. Ai đồ ông thông. Bóng chắn ra ngoài. Vâng, tình huống bóng chắn ra ngoài rồi. Điểm cho thằng trai bên phía FC vẻ chị ơi. 16-13. Bóng chắn ra ngoài ạ. Rất đáng tiếc. Tình huống phát bóng không thành công của Ái Đồng Thông. Điểm cho thằng trai bên phía khung 10 của Trung. 14-16. Việt Anh. Tình huống phá chắn tốt của Việt Anh. Vâng, Việt Anh đã giành được số cho thằng trai bên phía FC vẻ ạ. 17-14. Bóng hiền rồi. Cơ hội cho FC vẻ ạ. Ai đây, Việt Anh. Quá tuyệt vời. Một pha kết thúc tốt của Việt Anh. Vâng. Cứ chuyển hài tốt là sẽ một quả đập uy lực. Đẹp mắt. Vâng. Và Việt Anh đã mang về điểm số cho FC vẻ 18-14. Tình huống đập bóng vừa rồi của Văn Hà đã không thành công. Bóng ngoài sân điểm cho thằng trai bên phía FC vẻ 19-14. Vâng, khoảng cách giữa hai đội đã là 5 điểm số rồi. Tình huống xử lý bóng vừa là của Văn Dũng. Việt Anh rất đáng tiếc, bóng vừa rồi đã ra ngoài sân. Điểm cho thằng trai bên phía khung 10, 15-19. Rồi tổ chức phản công cho khung 10, cho cơ hội cho FC vẻ chưa được. Văn Dũng bám chắn thành công rồi. Tình huống bám chắn thành công của các thằng trai bên phía FC vẻ. Điểm cho FC vẻ 20-15. Hai đội không mất bóng. Bước một tốt của Văn Hà. Chưa được. Cơ hội cho FC vẻ. Việt Anh quá tốt. Một pha kết thúc tốt của Việt Anh. Vâng, Việt Anh lại mang về số 21-15 cho thằng trai bên phía đội FC vẻ. Vâng, Việt Anh vẫn là cầu thủ chơi thì ấn tượng bên phía thằng trai FC vẻ. Một cầu thủ rất trẻ, sinh năm 2K6. Rất tài năng. Cơ hội Idol. Tình huống kết thúc tốt của Idol không thông rồi. Vâng, vậy là trọng tài đã xác định lỗi giẫm mạch của Idol không thông. Điểm cho các thằng trai bên phía khu 10, 16-21. Việt Anh không được rồi. Pha xử lý bóng không thành công của các thằng trai bên phía đội FC vẻ. Điểm cho khu 10, 17-21. Một pha phát bóng ăn điểm trực tiếp của Văn Hà bên phía đội khung 10. 10-21 cho khung 10 Hồng Trung. Vâng, khoảng cách giữa hai đội là 3 điểm số rồi. Bước một tốt của Đông Đắc. Ai đồng thông. Và một tốt của các trai bên phía đội khung 10. Vẫn là ai đồ, chưa thành công. Văn Hà. Bóng hiền rồi, cơ hội tổ chức phản công cho FC vẻ. Ai đấy. Ai đồng thông, quá tuyệt vời. Tình huống kết thúc tốt của Ai Đồ Hồng Thông. Một pha đập bóng quá khét của Ai Đồ Hồng Thông giành được số cho các thằng trai FC vẻ 22-18. Còn chỉ còn 3 điểm số thôi thì các thằng trai FC vẻ sẽ giành chiến thắng trong trận đấu thứ 5 này, cũng như giành chiến thắng chung cuộc. Việt Anh. Cơ hội cho khung 10. Tình huống đập bóng uy lực của Văn Hà đã bật lưới ra ngoài. Điểm cho các thằng trai bên phía FC vẻ 23-18. Còn tình huống bắt bóng dính rồi. Còn trọng tài chưa thể còi. Trận đấu vẫn tiếp tục. Rất đáng tiếc, pha xử lý bóng của Văn Hà đã ra ngoài. Vậy là set point cho thằng trai bên phía đội FC vẻ 24-18 rồi. Một điểm số thôi, thằng trai FC vẻ sẽ giành chiến thắng trong trận đấu thứ 5 này. Tình huống nhảy dẫm mạch của Văn Dũng rồi. Vậy kết thúc trận đấu thứ 5 này thì các trai bên phía FC vẻ đã vượt qua các trai bên phía đội khung 10 Hồng Trung với tỷ số là 25-18. Vậy là chung cuộc sau 5 set thì các trai bên phía FC vẻ đã vượt qua các trai bên phía khung 10 Hồng Trung với tỷ số là 3-2.